không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Trình à, Hạng Lâm nói là quán ăn Sa Lợi Văn có nhiều món ăn ngon ghê lắm. Mình đi đi nha. Không đi, không muốn quấy rầy anh chị. Đừng có như vậy mà. Mình là bạn thân, cùng lắm là về tôi bỏ ảnh đi chung với chị nha. Nói chơi thôi, tôi bận việc đó. Tôi định là giúp đạo diễn đi kiếm tài liệu cho buổi thuyết trình tuần tới đó mà. Trình à, chị làm như vậy không có được đâu. Tôi biết là chị dùng công việc để tự hành hạ mình, nhưng mà chị không thể tiếp tục như vậy. Dĩ nhiên là không. Tôi biết mình đang làm gì mà. Tôi chỉ không muốn mình có nhiều thời giờ để suy nghĩ dớ dẫn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà có nhiều việc phải đi giải quyết, phải đi đương đầu đó. Nếu mà giữa chị và Hứa Văn Cường nó không thể nào, tại sao chị lại không thể bỏ ảnh để suy nghĩ tới người khác? Thật ra thì Đinh Lực ảnh cũng đâu có tệ. Tôi với Đinh Lực chỉ là bạn bè thôi. Đừng có cứ nói chuyện không tệ có được không? Trinh Trinh, người bạn thân của chị đã tới rồi. Tôi hả, không quấy rầy anh chị, tôi đang cơm trước. Bye bye. Bye bye. Xin chào. Trinh Trinh à, tối nay mình đi coi hát nha. Tôi đã mua sẵn vé. Tối nay tôi bận việc không được rảnh. Xin lỗi nha. Không sao đâu. Lần này không thể đi thì lần sau. Có chuyện này tôi muốn nói với anh. Nói đi. Tôi biết anh tốt với tôi lắm, nhưng mà tôi thì không đáng cho anh phí thời giờ nữa mình tôi. Cô không nên nói như vậy. Tôi biết là tôi đang làm cái gì. Cho dù lãng phí bao nhiêu thời gian trên mình cô, tôi cũng cảm thấy xứng đáng. Nè, để tôi lao đi. Làm giờ cái áo đi cặp kè của cô bây giờ. Thì không biết họ phải bận bao lâu. Phùng Kính Diệu cái tên cáo già này, sau cái chuyện lần này nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Nếu như muốn ra tay tiếp thì thiệt là khó khăn đó. Đôi khi đối phó với một người không nhất thiết phải dùng võ lực. Xem chúng tôi đã quên cậu là một sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh mà. Nhiều khi chỉ một cây giết mà sức còn mạnh hơn là thiên quân vạn mã. Xin lỗi hai vị, đã ra chuyện lâu rồi, có cần hỏi thêm gì không? Thôi khỏi cảm ơn, chúng tôi còn bận việc phải làm. Phải đi làm ngay. Ông Chủ Dương, ông như có chuyện quên đi làm. Chị có trả tiền? Không phải, tết cô nương đã chờ ông từ lâu rồi. Ông Chủ Dương, chuyện này cứ giao tôi làm đi. Tôi đi trước nha. Ông Chủ Dương à, qua nói vậy là Vũ ngồi cổ đi. Thật hảo, đáng lẽ là ra phố chung với em. Nhưng không sao, ra phố là chuyện thường thôi. Đàn ông mà, dù sao còn có chuyện quan trọng hơn là dạo phố. Anh với Văn Cường bạn thảo làm sao đã kích Phùng Kính Nhiễu.
Em biết được chuyện này anh nhất định phải làm mà. Anh cũng biết bấy lâu nay em chưa bao giờ cản anh làm bất cứ chuyện gì. Nhưng em thấy người sống trên đời, ngoài việc trả thù ra thì còn có nhiều công việc khác cần phải làm. Chúng ta còn có nhiều thời giờ mà. Em đâu có nói là không phải. Ông Dương tiên sinh, ông về tới rồi hả? Phải. À phải, vừa rồi có ông Cường kiếm ông. Ông Cường? Phải. Bây giờ ông đâu? Ở trong phòng ông tổng. Cảm ơn. Không gì. Vô đi. Ông tổng. À, tôi tưởng là ông Cường nào, thì ra Hứa Văn Cường. Anh Hán, vừa đọc tác phẩm của anh, không ngờ cái viết qua lời cai cú như vậy. Đâu có đáng gì. So với anh hôm xưa pháo kích bọn quân phiệt ở báo chí lại có đáng gì chứ hả? À phải, hai người bàn thảo hồi đi. Tôi ra ngoài chuẩn bị dàn kiện. Cảm ơn ông. À này anh Cường à, nghe nói anh đã không làm gì cho Phùng Kính Nhiễu nữa hả? Chuyện ngày xưa tôi không muốn nhắc tới. Đồng thời tôi và Phùng Kính Nhiễu đã hết quan hệ rồi. Vậy thì tốt. Coi bộ bây giờ giống lại Hứa Văn Cường hồi còn ở Trung Quốc đó. Hứa Văn Cường ngày xưa đã chết. Con người sẽ thay đổi mà. Giống như bây giờ, tôi tới để bàn việc làm ăn. Bàn việc làm ăn? Nhà báo này tôi đã mua lại rồi. Vậy sao? Phải, ông Cường là ông chủ mới của nhà báo này. À, ông Cường à, hợp đồng này á, ông coi qua đi hả? Tôi nghĩ là thôi khỏi. Vậy thì tốt. Bây giờ có anh chủ trì đại cuộc, tôi có thể phong bút, tập trung làm kịch xã. Anh Hán, sau này tôi còn rất nhiều việc cần phải nhờ anh giúp đỡ. Anh đừng lo, tôi vĩnh viễn đứng bên chính nghĩa. Quân tử nhất ngôn. Một âm mưu khủng khiếp người hùng Ngự Hải cấu kết với Nhật Bản dạch ra âm mưu khủng khiếp nè, người hùng Ngự Hải dạch ra âm mưu khủng khiếp nè, mua bá đi, mua bá đi. Một âm mưu khủng khiếp của người hùng Ngự Hải cấu kết với Nhật Bản nè, mua bá đi, mua báo nè, mua báo đi. Cảm ơn, cảm ơn nè, báo nè, báo nè, mua đi. Cảm ơn. Được được, các người coi đi, cái gì dạch ra âm mưu động trời, người hùng Ngự Hải cấu kết với gián điệp Nhật Bản, rõ ràng là châm biếm tôi thôi. Được, anh lập tức đi điều tra ngay. Tờ báo đây là của ai đây? Vì chuyện gì mà phải chống chọi với tôi? Dạ, ông Phùng. Không cần đâu chú Từ. Ông Phùng, bài văn chương này lộ liễu như vậy, còn có ai mà to gan chứ? Cậu đối Hứa Văn Cường và Dương Chấn Hải, coi bộ là không muốn chọc tức ông. Quen đường, mua một tờ báo là có thể đối phó tôi hay sao? Dễ dâu gì, coi họ có tài gì chống chọi với tôi. Ông Phùng, họ chọc tức ông để ông nổi giận lên kiếm họ thanh toán, rồi diện cớ công kích ông. Ông đừng bao giờ bị mắc bẫy. Cậu chỉ biết nói thôi. Như vậy mình đánh trả cách nào đi? Tôi đang nghĩ cách mà. Cậu đang nghĩ cách hả? Người ta đã lớn tới rồi, cậu làm việc kiểu nào đi? Ông chủ cho sách tới lê. Chuyện gì đây? Có phải bán hàng hay không? Thưa quý, chuyện gì? Sao cũng là bán hàng uống rượu chứ? Anh tới đúng lúc, uống rượu với tôi đi. Chuyện gì? Con Liên đi lấy chồng rồi. Nó lấy ai vậy? Gả cho Bành quân trưởng, làm Bành Năm. Tôi hỏi cổ gì Bành? Lực ca. Quý, anh Lực ca, đừng tại sao hiện ra này của tôi? Thôi mà, tụi mình đi uống rượu hả? Lại có chuyện gì đây? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi cũng không muốn suốt đời đứng mái trái cây. Tôi phải là một người nổi bật, anh giúp tôi đi. Là anh em với nhau, đừng có nói lại giúp ai. Theo tôi kiếm ăn đi. Tôi không có biết cầm súng. Yên tâm đi, tôi đã coi anh là anh em thì không biểu anh bán mạng đâu. Vậy tôi làm gì? Thiếu gì chuyện cho anh làm chứ. Chiếc nhẫn này thì là đẹp quá. Hẳn lòng đã cầu hôn, chị đã hứa rồi hả? Nhẫn cũng đã đeo rồi thì đâu có thể từ chối chứ. Chúc mừng chị. Cảm ơn chị. Thật ra tôi không nghĩ tới chuyện đám cưới mau như vậy.
Tôi cứ nghĩ là chị sẽ đám cưới sớm hơn tôi. Nếu không phải vì Hứa Văn Cường thì... Xin lỗi nha Trình Trình. Không có sao, đừng có như vậy mà. Chị đã định ngày chưa? Tôi nghĩ có nhiều việc phải giúp đó. Không mau như vậy đâu, còn phải chờ ba má của Hẳn Lâm về tới nữa. Ừ. Trưa lắm rồi, tôi đã hẹn với Hẳn Lâm, tôi phải đi. Tôi tiễn chị nha. Không cần. Ờ, vậy xin chào. Trình Trình. Đinh Lực. Cô cũng ở đây hả? Anh hẹn với Trình Trình hả? Ráng đó nhờ. Chuyện gì mà vui quá vậy? Cô sắp đám cưới rồi, dĩ nhiên là được vui. Hèn chi, bữa nay tới đây là cố tình mời cô đi ăn cơm. Sao đây, muốn ăn đồ ta đồ tây? Hôm nay tôi muốn ở nhà. Không được, bữa nay cô phải đi với tôi. Tại sao? Bởi vì hôm nay tôi sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Sao cô không hỏi tôi là sinh nhật năm nay có nguyện vọng gì? Vậy sinh nhật năm nay có nguyện vọng gì? Tôi mong là hàng năm sinh nhật sẽ được như hôm nay, được ở chung với cô. Không biết có thể thực hiện được không? Ngày mai mấy giờ tập dượt vậy? Tôi tới đón cô và đẩy cô đi ăn khuya. Thiệt ra anh cũng biết chúng ta không thể nào được có làm thêm nhiều việc nữa. Sao lại không thể nào chứ? Ngày nào cô chưa lấy chồng tôi vẫn còn cơ hội. Anh vẫn không chịu hiểu. Dù là sao đi nữa, tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Từ ngày đầu tiên gặp cô thì tôi đã yêu thích cô rồi. Cô đã tới nhà để kiếm hai chúng tôi. Tôi ngây thơ thiệt, tưởng là kiếm tôi, thì ra cô kiếm anh Cường. Đừng có nói tiếp nữa nha. Rồi cô ở chung với anh Cường. Tôi coi cô là chị dâu của tôi. Hôm nay là anh sinh nhật, mình chỉ chúc mừng sinh nhật thôi. Anh Cường xảy ra chuyện tôi cũng rất buồn, nhưng cũng có chút vui vẻ. Tôi biết là tôi không nên nghĩ vậy. Dĩ nhiên là anh không nên nghĩ vậy. Anh Cường là bạn thân của anh đó mà. Tôi biết tôi không phải người tốt, nhưng điều tôi nói là sự thật. Tin tôi đi Trình Trình. Tôi thấy không được khỏe, tôi muốn đi trước. Trình Trình. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Tôi đưa cô. Anh Lực, anh nhờ tôi đi điều tra mấy kiểm soát viên đó. Tôi đã điều tra rồi, nhưng mà có một người đã ra ngoài, hai hôm sau trở về. Chuyện gì? Không gì, làm khá lắm. Anh phải có tự tin về việc của mình làm. Tôi không bạc đãi anh em của mình đâu. Cảm ơn anh Lực. Tôi muốn gặp đám kiểm soát viên tin tức, anh ăn bài cho tôi. Không thành vấn đề. Tôi trở ra ngoài nha. Quý à? Hả? Anh nghĩ có lương tâm đám kiểm soát viên đồ rác này đáng bao nhiêu tiền hả? Anh rút đi hai bài của chúng tôi, ngày mai chúng tôi làm sao phát hành được chứ? Quê, đây là chuyện của anh thôi, không có liên quan chúng tôi đâu. Hay là gì, anh bàn với ông chủ của chúng tôi là Hứa Văn Cường trước đi nha. Dù là ông trưởng quỹ viên ở đây cũng vậy thôi. Thật ra cái việc tự do tin tức thì phải có giới hạn một chút, huống chi bây giờ thời kỳ quần chánh. Quê nè, khoan đi đã, khoan đi nè, khoan đi. Có chuyện gì? Hai kiểm soát viên tin tức này nói là phải rút cái bài bạn biết bao nhiêu về màn đêm Thượng Hải của mình đó. Tại sao? Tại vì hai bài văn đó bị tình nghi gây xáo trộn. Tôi là tổng tham trưởng Trần Hãn Lâm, tôi muốn biết là anh thấy câu nào hàng nào có tình nghi. Chuyện như vậy, chúng tôi làm việc là chiếu theo quy lệ thẩm duyệt của tin tức, cho nên không cần giải thích với phòng tuần bộ gì đâu. Tôi muốn gặp chủ quản của hai người. Cấp trên để giao chúng tôi, dĩ nhiên do chúng tôi phụ trách. Có gì bất mãn nói với chúng tôi thì được rồi. Nếu như có người nào bỏ mặc sự thẩm duyệt của hai anh và cứ đăng tải thì sao? Như vậy có hậu quả gì các người phụ trách đó. Đi Hãn Lâm, bỏ đi. Nói thêm cũng vô dụng. Các người về làm việc đi. Về làm việc. Vô đây. Coi kìa, tờ báo bị bỏ trống như vậy thì vốn không phải là một tờ báo mà. Ông Phùng, nếu tiếp tục như vậy họ sẽ không kéo được bao lâu đâu, nhất định đóng cửa. Thằng Lực thiệt là có cách hả. Ông Phùng, chú Từ, chào. Chào. Tờ báo sáng nay cậu đọc chưa vậy?
Làm khá lắm. Nè, đám quan liều chính phủ đó sao lại hợp tác quá vậy? Làm cách mạng thôi cũng phải ăn cơm chứ, còn quà nào mà không đen. Nói đúng. À phải, tôi đã hẹn với các quan viên tư lệnh phòng cảnh bị, ngày mai ăn cơm quán Đại La. Mình phải chơi thân với họ chút, mai này làm việc dễ dàng hơn. Đúng vậy, không sai, làm rất khá. Cảm ơn. Bây giờ còn làm việc càng lúc càng lanh lợi. Sao đây, tới kiếm Trình Trình hả? Nói với U Nguyệt Kỷ trên lầu đó. Vậy tôi lên trước nha. Tôi nhắc nhở với cậu, con gái của tôi còn lợi hại hơn các nhà cách mạng nữa, cậu phải đề cao cảnh giác. Vậy tôi lên trước nha. Được. Số tiêu thụ của tờ báo mình đã hạ đi một phần nữa. Chuyện này dĩ nhiên. Hôm nay bên này đổi chuyên đề, bên này thì bỏ trống. Độc giả đâu có chịu cảnh này, có người mua mới lạ lạ. Những bài hỏi rút đi không cho đăng tải, đều là những bài châm biếm Phùng Kính Nhiễu. Tôi nghi ngờ là Phùng Kính Nhiễu làm. Tôi cũng đang điều tra. Tôi muốn biết vụ này có liên quan tới hắn hay không. Họ là quan viên chính phủ, cậu phải cẩn thận chút. Trước khi có bằng cớ, tôi không bao giờ là mẫu. Ông chủ Dư, tôi đã mua bông cho ông rồi. Cảm ơn. Nè, bây giờ đi gặp bạn gái phải tặng bông cúc hay sao? Đúng là đi gặp bạn gái, nhưng mà bó bông này không phải tặng cho cổ. Thưa ba, thưa má, hôm nay con đã dẫn một người tới. Đó là cô Thức Khảo mà cô thường nhắc với bà má. Cậu thiệt đẹp người lắm, lại lương thiện nữa. Con nghĩ bà má nhất định sẽ thích mà. Nếu em không chê bai thì theo anh chào bà má đi. Em không chịu sao? Em không phải là không chịu, nhưng em mong là anh ấy suy nghĩ cho kỹ rồi mới tới hỏi em sao. Thất Hảo, em biết con người của anh không phải nóng nảy mà. Anh đã suy nghĩ chín chắn mới nói lời lẽ này với em. Cái lần ở tiểu ba lê anh đã có nhắc qua, anh tưởng là em đã hiểu. Em hiểu mà, nhưng em cần hiểu rõ anh hơn. Anh vẫn còn có nhiều việc chưa thể buông tay. Phải, mối thù của Thanh Hoa anh nhất định phải trả, nhưng mà em cũng đồng ý. Chuyện mà em nói, người sống ở trên đời không phải chỉ có việc trả thù, còn rất nhiều việc có thể làm, như là cùng người yêu thích của mình sống những ngày hạnh phúc vui vẻ. Anh không lo là em sẽ cản đường anh sao? Vì anh biết cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng đứng bên cạnh để mà giúp đỡ anh. Có lẽ em không biết, hay là cả anh cũng không biết, thì đã ở thâm tâm của anh, em đối với anh thật là quan trọng. Anh Hải. Thức Hảo, em chịu gả cho anh hả? Chưa đâu. Trừ phi là anh chịu hứa với em dứt bỏ hết tất cả, theo em về nhà để mà nuôi heo. Sau khi làm hết chuyện mà anh phải làm, chừng đó em biểu anh đi đâu anh cũng đi theo. Vậy thì em cũng chưa chắc sẽ lấy anh. Lâu nay ông Phùng rất tôn trọng bạn bè, nhất là tôn trọng những người bạn đã giúp được việc cho ông. Ly này thay mặt cho ông Phùng mời hai anh. Càng ly, càng ly. Lâu nay ông Phùng không bạc đãi người ta, đây là thù lao của hai vị. Hai vị có cố gắng thì có thu hoạch. Ông Phùng cũng hy vọng là hai vị đừng qua được tình thang. Nhưng mà hai ông quan viên cũng phải góp sức cho chúng tôi và những người dân sống ở Thượng Hải này. nhất định. Chúng tôi xin mượn qua kính Phật và giữ chúc cho ông Phùng mai này mọi việc được suôn sẻ và sẽ không còn chuyện chướng tay gai mắt nữa. Chàng Ly.
Tới rồi. Cảm ơn. Cậu coi đi, cái gì người hùng tự hại hối lộ với quan viên, mưu đồ lũng đoạn tự do tin tức, rõ ràng là châm biếm tôi thôi. Lực à, tại sao như vậy? Tôi không được rõ ràng, tôi đã biểu từng quý điều tra. Anh Lực, thế nào? Hai quan viên kiểm tra đó từ chức một lượt. Tại sao như vậy? Có điều tra nhà của họ chưa? Bỏ đi hết rồi, kiếm không ra họ. Thiệt là tức chết, dám chơi tôi kiểu này hả? Họ không to gan vậy đâu. Ông Phùng, có lẽ lần này Dư Chấn Hải và Hứa Văn Cường đã dở trò đó. Lại là Hứa Văn Cường, Dư Chấn Hải. Đủ rồi, đủ rồi. Nhường nhịn có chừng mất thôi. Tôi không thể để cho hai đứa này ra ngoài làm dữ nữa. Tôi phải cho họ biết là Thượng Hải này do Phùng Kính Diễu làm chủ. Lúc xưa là như vậy, bây giờ cũng vậy. Lực, tôi cho cậu 3 ngày. Thay kệ là cậu dùng cách nào, miễn là tôi phải thấy máu. Yên tâm đi, tôi đã biết làm sao. Chị Lê Hỷ à, tại sao lại dẫn tôi tới đây vậy? Mua sắm đồ cưới đó mà. Không cần mau vậy, chưa quyết định ngày. Ê, chuyện này chuẩn bị sớm mới tốt hơn. Vô đi. Xin lỗi giúp gì được hai cô? Nhà chúng tôi làm lễ cưới, muốn coi mấy cặp vòng long phụng thôi. Dạ được. Kiểu này đẹp lắm nè, thích hợp cho gã cưới. Hai kiểu đều đẹp hết, chị thấy sao hả? Tôi cũng thích mấy dần kìa. Cái của này chắc thuộc người phái mới, thích những loại trang sức mới. Ở đây chúng tôi có một sợi dây chuyền hộp sàng đẹp lắm. Tuy là hàng cũ, nhưng mà nếu đeo trên mình của cô á, nhất định sẽ thấy quý. Người đàn bà này sao quen mặt quá vậy? Như đã gặp ở đâu? Ê, loại đàn bà này không phải là tốt lành gì đâu. Thề kệ họ chọn coi thích kiểu nào. Chị Lê Hỷ à, tôi bận việc phải đi ngay. Chị chọn giùm tôi trước nha, xin lỗi. Làm ơn, hả? Em hỏi anh lấy 2.000 thôi vậy mà không cho sao? Anh Cẩm. Tôi cô nương, sao là cô? Hôm đó chúng tôi đi kiếm cô, cô nói là không quen với anh Cẩm, tại sao lại hỏi anh lấy tiền? Ờ, phải, ngày xưa cô đã quen với tôi, chúng tôi mới quen nhau thôi. Ờ, cái gì mới quen chứ, em với anh thì mới quen biết, như vậy cô là ai? Là người tình xưa của anh hả? Kéo tới làm gì, đòi tiền nhà hả? Cô nói bậy gì đây? Chuyện gì? Hèn chi em xin tiền của anh, lấy chút đỉnh thôi, cũng kêu này. Thì ra lấy hết đi đưa cho người tình này. Nếu như hai người chỉ là mới quen thôi,
Vậy không quấy rầy. Anh nói mau đi, anh với cổ có quan hệ gì? Nói đi. Im miệng đi. Chết tới nơi mà còn chưa biết. Thưa cô nương, sao khi không đúng với vàng mã vậy? Không, tại vì ngày hôm nay chị Lê Hỷ đã dẫn tôi tới tiệm vàng để mua sắm vòng vàng. Thì không ngờ. Đó, thì cái sợi dây chuyền hột xoàn của tôi năm xưa, anh Năm đã đem đi cầm. Mà cầm ngay cái tiệm đó, tôi nghĩ là anh Hai, nếu không phải bị chết sớm, thì sẽ được ăn tiệc cưới của tôi với là anh Hải. Khoan đã, sợi dây chuyền hột xoàn đó của anh Năm đã chuộc lại cho cô rồi mà. Đâu có, làm gì có chứ. Không phải đâu, tôi còn nhớ anh Năm nói là sáng hôm đó tiệm cầm đồ mở cửa là đã chuộc lại cho cô rồi. Hôm đó anh không có đưa cho tôi. Sau khi tôi gặp ảnh thì ảnh đã qua đời. Không thể nào như vậy được. Sợi dây chuyền đó phải ở trên mình của anh Năm chứ. Không có. Thì hôm xưa đó anh chính là người đã lau mình và thay đồ cho anh Năm. Anh cũng nói đâu có. Vậy nghĩa là hung thủ thấy tiền sáng mắt lấy luôn sợi dây chuyền đi. Dạ, là thằng Cẩm nhất định là nó rồi. Sao cô biết là nó? Anh còn nhớ không, Bạch Phu Dung của đường Trường Tam, hôm nay tôi đã gặp được cổ. Thì ra cô chính là người bán sợi dây chuyền đó cho cái tiệm vàng kia. Hơn nữa cái thằng Cẩm đã có xuất hiện ở tại hiện trường mà ngày Năm bị chết. Ngày hôm nay tôi thấy họ ở chung với nhau. Vậy tại sao hôm xưa họ nói là không có quen biết với nhau? Rõ ràng là họ nói láo thôi. Hôm xưa tôi cũng nói là họ nói láo mà, tại các người không tin tôi thôi. Bạch Phù Dung đấu sai và nói với tôi thằng Hổ chỉ là người làm ma thế chết chồng chủ của nó thôi. Đón mò nữa, đi kiếm thằng Cẩm hỏi cho rõ ràng. Mày thì là điên mà, đâu có thể để cho Tô Thất Hảo nhìn thấy mày ở chung với Bạch Phù Dung chứ. Đã kêu mày đừng cặp chung với con nhỏ đó mà, mày có nghe tao nói hay không hả? Anh Vũ à, tôi nghĩ là chuyện này đã qua lâu rồi mà. Thôi chết, lỡ họ nghi mình thì sao đây? Làm sao, tao làm sao biết? Hay là tôi và Bạch Phù Dung rời khỏi Thượng Hải lánh mặt nha. Thì cũng tốt, không ai đối chứng. Quyết định vậy đi. Nhưng mà, anh Vũ à, anh cũng biết mà, khi không kêu tôi bỏ đi, tôi đâu có nhiều tiền như vậy. Cầm lấy. Chuyện gì đây, sao ít vậy? Vậy bao nhiêu mới đủ, hả? Ít nhất cũng 10 ngàn chứ. 10 ngàn, mày tưởng tao mở tiệm vàng sao, hả? Anh Vũ à, anh cũng nên nghĩ mạng của anh hơn 10 ngàn mà. Mày nói vậy là ý gì? Tôi đang nói thiệt đó, tôi vốn không cần phải bỏ đi mà. Bây giờ kẻ giết người là anh chứ đâu phải là tôi. Cái thằng phản bội này uy hiếp tao hả? Không có. Nhưng mà nếu sau này tôi Thất Hảo hỏi tôi không dám bảo đảm tôi không nói gì. Nếu như tôi nói với cổ anh là kẻ giết anh hai của cổ, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đó. Mày giỏi thiệt. Tao đưa tiền cho mày, nhưng mày và Bạch Phù Dung phải rời khỏi Thượng Hải. Không thành vấn đề. Tối nay tao đem tiền qua Bạch Phù Dung, mày ở đó chờ tao. Cảm ơn nhiều danh dậu. Anh thì không ăn sao? Có chuyện đi lát nữa lên thuyền là không được ăn đó. Em muốn ăn thì ăn cho no đi. Anh sợ gì chứ? Nhưng mà nói thiệt, hắn có thể không tới không? Cả 10.000 bạc đó. Hắn dám không tới hả? Hắn bị tôi nắm cán rồi. Anh Vũ, tiền nè. Châu Cẩm không ở Tiên Lạc Đường, nhất định là đi kiếm Bạch Phù Dung. Sao đông người quá vậy? Trời ơi, dạ, giết chết người kìa. Ôi dạ, ghê quá ha, nghe nói chết gì tình đó. Họ gì đó. Xảy ra chuyện gì? Anh đâu? Chuyện gì? Một cô gái điếm với một người đàn ông tự tử. Cô gái điếm tên là gì? Anh Phù Dung. Còn người đàn ông? Thằng kém của cổ Châu Cẩm. Ê, tôi phải đi làm đó, không nói thêm nữa. Xin chào. Chào. Đâu có thể nào. Tại sao Châu Cẩm với là Bạch Phù Dung phải tự tử? Tôi nghi ngờ hung thủ thật sự muốn giết người bịt miệng. Kiếm không sao hung thủ, tôi quyết không chịu thua. Thức của nương, cô đừng có lo. Tôi quyết định lấy lại công đạo cho anh Năm. Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của cô.
Chuyện này giao cho tôi đi, tôi điều tra được, nhất định sẽ báo với cô. Anh Đồng. Cảm ơn. Siêu à, cái dự án đường Trường Tam tối qua ra sao? Nghe anh em nói là hiện trường thì đáng nghi, nhưng mà cấp trên đã quyết định cho là án tự tử. Chính thức định án là tự tử hả? Chuyện gì anh Đồng? Tuy vụ án này xảy ra ở một ổ điểm hơi éo le, nhưng mà thường nghe đâu phải tò mò như vậy. Vụ án này có lẽ liên quan tới cái chết của anh Năm. Tôi nghĩ họ không phải vì tôn tình tự tử, là hung thủ giết anh Năm muốn giết người bịt miệng. Giết người bịt miệng có chứng cứ gì? Chính vì không có chứng cứ nên mới nhờ anh giúp đỡ. Yên tâm đi anh Đồng, nếu vụ án này liên quan tới anh Năm, tôi xám ăn phải điều tra rõ ràng. Như vậy tôi chờ tin anh. Nhất định. Cạn ly. Câu chuyện tiến hành thế nào? Mọi việc rất suôn sẻ. Nhất định phải sạch sẽ gọn gàng. Yên tâm đi ông Phụng, đám dân này từ nơi khác tới, xong chuyện là họ lập tức rời khỏi Thượng Hải, không bị rắc rối đâu. Tốt. Lực à, lúc xưa tôi tưởng cậu chỉ có sức bò thôi, không ngờ cậu làm việc cũng chu đáo lắm. Thì cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội. Phải cố gắng lên, cái chỗ này sớm muộn cũng chưa lại cho bọn trẻ như cậu. Cảm ơn. Ông chủ Dương đã chuẩn bị món quà cho ông Peter giùm ông rồi. Thì hàng năm cứ xài tiền thì cũng thiệt là không ít. Hết cách thôi, có tiền thì mua tiền cũng được. Mắt xanh tóc vàng cũng vậy mà thôi, cũng là những kẻ tham lam vô bờ bến. Chuẩn bị xe cho tôi, Trần Văn Cường tới là đi ngay. Dạ được. À, tới rồi. Ông chủ Dương, hay là anh vậy, ông đi trước nha. Tôi còn phải đưa sách cáo này tới nhà báo để làm gấp. Wow, còn đi nhà báo hả? Vậy là bị trễ đó. Hay để tôi giúp anh. Vậy làm phiền anh. Anh đi ăn cơm quan trọng hơn. Hả? Bỏ mặt anh đi, tới giờ rồi. Anh Lực à, đã gần tới giờ rồi, có cần kiểm lại không? Không cần. Anh phải nhớ kỹ, chuyện này không bắn mới tới ông Phùng, cũng không bắn mới tới tôi, biết rõ chưa? Dạ đó. Khi làm việc phải sạch sẽ gọn gàng, không thể bị rắc rối gì. Nếu làm không xong đừng có gì gặp tôi. Tôi biết, tôi nhất định làm cho sạch sẽ gọn gàng. Hey, chào có gì? Hey, chào, chào. Xin chào. Ông Tôn mà sao rảnh vậy? Không, đem bản cáo lên giùm anh Cường thôi. Ê, anh đâu cần phải mang tới chứ, kêu điện thoại chúng tôi tự tới lấy được mà. Cũng vậy thôi. Đó là cậu hai con mới trở nữa. Hả? Mở hai, mở hai hả? Sao rồi, mở hai? Lực, cậu làm rất là khá. Để coi Hứa Văn Cường còn có trò gì để mà công kích tôi đây. Trinh Trinh. Anh Lực, ý, nghe nói gần đây anh đã được làm lễ. Phải, bây giờ tôi là anh em trong giáo hội. Thật ra anh không cần làm vậy đâu. Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tôi làm vậy không phải vì cô đâu, tôi chỉ là vì tôi thôi. Thật ra tôi đã muốn dứt bỏ lối sống hôm xưa, chém giết với nhau thì đau khổ. Xin chào. Mai là cái tôi sách ngã xuống đè tôi lại mới cứu mạng của tôi thôi. Nếu như không tôi sẽ biến thành cái tổ ong rồi. Lần này anh thiệt là may mắn lắm. Tiếc là đám anh em đều không có may như anh. Họ như đây là người của Phùng Kích Nhiễu làm mà. Nhưng mà nhìn tướng của họ không có giống như là người bản xứ. Phùng Kích Nhiễu mua hung thủ giết người đâu phải là chuyện lạ. Tại sao các người ở đây mà không thấy con Hỷ? Vừa rồi mợ hai tưởng đâu là cậu bị gì cho nên ngất xỉu đó. Đừng lo lắng, bây giờ bác sĩ đang kiểm tra cho chị ở phòng kế bên. Cô Hỷ, tôi phải qua thăm cổ. Hỷ Phùng Sở, anh sao hả? Hả?
Giờ tôi không sao chứ? Bây giờ thì không sao, nhưng mà mai này ông phải chăm sóc cho bà cẩn thận. Vợ con đã mang bầu 2 tháng rồi. Thiệt hả? Như vậy tôi sắp được làm cha rồi. Chúc mừng cậu hai. Chúc mừng Harry. Vậy đâu có được. Trong giờ phút này mình biểu tôi rời khỏi Thượng Hải, bỏ đi lúc này tôi làm không nổi đâu. Henry, anh sắp làm cha người ta rồi, anh có phải nghĩ lại cho vợ con một chút chứ. Tôi không mong là mai mốt lại hỉ mang bầu mà mỗi ngày phải lo âu cho anh. Tôi bỏ đi rồi ông làm sao chứ? Anh đừng có lo, có Văn Cường, anh Đồng với lại thằng Cát ở bên cạnh tôi, có thể nói là người đồng thế mạnh. Cái trận này mình nhất định sẽ thắng mà. Còn nữa, đây là tiền mà tôi ăn được của anh hôm xưa, có khế nhà khế ruộng ở đây tất cả, anh lấy gì hết đi. Không có được đâu, mấy thứ này năm xưa tôi đã thu hết cho ông rồi mà. Tôi đây đâu có lòng ăn của anh chứ, tôi chỉ là bảo quản cho anh mà thôi. Như vậy thì bảo quản tiếp giùm tôi đi, tôi đã không giúp gì được cho ông thì coi như ủng hộ ông về mặt kinh tế nha, có được không? Anh Đồng, từ nay ông chủ Dư tôi giao cho anh. Yên chí đi, tôi sẽ bảo vệ ông chủ Dư thiệt tốt. Các à? Ừ. Từ nay anh phải nên thân một chút, đàng hoàng một chút nha. Dạ biết rồi cậu hai. Cậu thì không cần tôi hầu hạ hay sao? Không cần đâu. Từ nay làm gì cho ông chủ Dư đã coi như là hầu hạ tôi. À, tôi cô nương, tôi giao ông chủ Dư là cho cô đó. Phải đó chị Tất Hảo, chị nhớ mời chúng tôi tới ăn tiệc cưới của chị. Dù tôi có bầu tôi cũng phải tới dự mà. Được rồi, không bỏ sót anh chị đâu. À, lên xe đi, xe sắp chạy rồi. Ông chủ Dư, bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng nha cậu hai. Nên thân nha. Dạ. Anh Đông à? Sao rồi hả? Thì ra cái vụ án đường Trường Tam Quả thật ra là bị người ta mưu sát. Sao phòng tuần bộ lại nói là tự tử? Tôi đã điều tra ra sao vụ án có một người thanh niên đem một cặp táp tiền tới cho ông sếp xét án, nhất định là lò lót bịt miệng. Người đó là ai? Cậu hai của Tiên Lạc Đồ. Lạc Thiên Dậu. Chị Quang à, vào cái ngày cưới có cần phải đeo nhiều nữ trang vậy không? Thanh niên thì không biết chuyện, nữ trang này không phải dùng để đeo mà là để người ta coi. Nếu như hôm đó nữ trang ít thì người ta nói nhà gái nghèo không có quà cưới. À phải, tôi phải đi chuẩn bị các quà cưới khác nha. Ờ, anh Đông về tới hả? Anh Đông. Thưa cô nương. Có chuyện gì? Anh Đông à, có chuyện thì nói đi. Tôi biết được hung thủ với anh Nam là ai. Là ai? Lạc Thiên Dậu. Nó sợ Châu Cẩm nói với cô, cho nên đã giết người bịt miệng. Nó giết chết Phù Dung và Châu Cẩm. Thất cô nương, Lạc Thiên Dậu, ra đây. Thất Hảo. Anh ở đâu? Có chuyện gì bực bội vậy? Có phải Thiên Dậu đụng chạm tới em không? Lạc Thiên Dậu ra gặp tôi. Anh Đông, xảy ra chuyện gì? Chúng tôi nghi ngờ Lạc Thiên Dậu giết chết anh Nằm. Tại sao như vậy? Anh cũng thấy ngạc nhiên à? Có phải anh đã biết trước Lạc Thiên Dậu đã giết chết anh tôi, có phải không? Thức Hảo, em hãy bình tĩnh lại. Thiên Dậu không có lòng đâu, nói gì lỡ tay thôi, nó đã hối hận lắm rồi. Thì ra là thiệt. Tại sao đã biết rồi mà không nói cho em biết? Tại sao phải gạt em, tại sao? Thức Hảo, em hãy bình tĩnh đi. Nghe anh giải thích nè. Thì tội cho em đã quá tin tưởng anh, còn nhờ anh đi kiếm hung thủ nữa. Thì ra đã che chở cho hung thủ. Tại sao anh phải gạt em chứ? Tại vì nó là con của sư phụ anh, anh hứa chăm sóc cho nó, anh không thể nhìn thấy nó bị chết. Rồi chúng ta thì sao? Mình đã sắp đám cưới rồi, em sắp là vợ của anh đó, mà anh vẫn còn gạt em, tại sao như vậy? Thật không? Anh không muốn đâu. Chú Hải, chuyện gì? Sao đông đủ vậy? Quê, chuyện gì? Cái thằng bản dịch, tại sao bị giết chết anh Năm? Tại sao? Anh Đông, tôi không có. Anh nghe ai nói? Anh còn gạt chúng tôi. Anh lo là chỗ Cẩm khai ra chuyện này, chứ là đã giết chỗ Cẩm và Bạch Phù Dung. Tôi không có.
Có phải vậy không? Chú đã nói bao nhiêu lần cháu đừng có giết người nữa, tại sao không có nghe lời chú? Không phải đâu chú Hải à, không móc mớ cháu đâu, không phải cháu, tại vì họ ép cháu thôi. Còn còn móc mớ với mày, tại sao mày lại giết họ chứ? Chết đi, mày chết đi, mày chết đi. Anh Đông, anh tránh cho, chính tôi phải trả tù cho anh Đông. Thưa cậu, vừa rồi cổ đang mê man, tôi đã đỡ cô vô phòng rồi. Thiệt là tội nghiệp, người ta nói không quán không thành vợ chồng, ai về hai người họ thì trở thành quan gia. Anh Đông, hãy mua cho tôi một vé xe lửa, tôi phải rời khỏi Thượng Hải. Chú Hải, cháu biết cháu lầm lỗi. Đi ra ngoài. Chú Hải à, chú muốn rầy muốn đánh chú cứ nói đi. Trở ra ngoài đi. Cháu phải làm sao mới đền bù chuyện này chứ? Hay là vậy nha, chú bắt cháu giao cho họ đi. Chú Hải à, chú giết cháu đi, giết cháu xong là có thể ăn nói với Tô Thất Hảo rồi. Hả? Mày còn đóng kịch trước mặt tao nữa hả? Mày tưởng tao còn tin sao? Bây giờ tôi thiệt hối hận tại sao năm xưa tôi không đánh chết mày, để bây giờ mày gây hại cho nhân gian. Phải, cháu là súc sanh, cháu biết lâu nay chú coi cháu không ra gì mà. Chú đi đi, chú hãy giao lại tiền lạc đô cho cháu. Chú đi đi. Cậm miệng. Tiền lạc đô là tầm quý của cha mày, tao giao lại cho mày để mày quỷ việc đó hả? Mày đừng có hông. Ông chủ Dư à, anh Đông đã tới. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.